Thân chào mọi người. Trong video này, Lê Quốc sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi đơn vị đo khi ở chức năng đo cường độ ánh sáng đối với máy đo môi trường không khí đa năng 850027 của hãng Spur Scientific. Bây giờ, xin mời mọi người vào phần trình bày chi tiết. Tại chức năng đo cường độ ánh sáng, bấm giữ nút Rec. Khi màn hình có chữ Unit thì nhả ra. Bấm nút Power để chuyển đổi đơn vị đo giữa Lux và Foot Candle. Sau khi đạt được đơn vị đo mong muốn, bấm nút Rec để xác nhận. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.